Lái buôn quyền lực phố Wall gây dựng khối tài sản 30 tỷ USD từ con số không tiết lộ, một người trước khi giàu có. Nhất quyết phải sở hữu ba yếu tố này. Sự thành công của vị tỷ phú này không thể tách rời những nhân vật quyền lực. Trên thực tế, ai cũng mong tìm được quý nhân giúp mình bước nhanh trên đường đời. Nhưng bạn đã bao giờ đặt câu hỏi tại sao quý nhân phải giúp bạn chưa? Tại sao nhiều người khó trở nên giàu có còn một số ít lại thành công vang dội? có người nói rằng sự khác biệt là do tài năng may mắn hoặc sự chăm chỉ nhưng trên thực tế khoảng cách thực sự giữa một người giỏi và một người bình thường chính là ở suy nghĩ vậy làm thế nào để cải thiện khả năng tư duy và đạt được thành công sự nghiệp của tỷ phú sở ti phường mừng có thể truyền cho bạn cảm hứng để tìm ra câu trả lời khởi nghiệp với hai bàn tay trắng bờ lách tôn của từ một công ty tư vấn mua bán và sắp nhập phát triển trở thành một cá mập chuyên đi thâu tóm và được mệnh danh là gã khổng lồ trong giới đầu tư cổ phần tư nhân Warren đại diện cho một thế hệ những nhà đầu tư mới không chỉ giỏi về tài chính mà còn xuất sắc cả trong quan hệ với giới cầm quyền. Vậy nên nhiều người còn gọi ông là lái buôn quyền lực ở phố Wall. Hiện khối tài sản của Warren lên tới 29,3 tỷ USD theo Forbes. Ông từng tặng 100 triệu USD cho cho đại học Thanh Hoa, Trung Quốc vào năm 2013 để xây dựng Warren Buffett College, nơi chỉ tuyển 100 nhân tài hàng đầu thế giới mỗi năm, khó vào hơn cả MIT và Harvard của Mỹ. Trong cuốn tự truyện của Mờ Kinh nghiệm và bài học của tôi, tỷ phú này đề cập đến trước khi trở nên giàu có. Con người thường có ba yếu tố liên quan đến tư duy và mối quan hệ. Điều này tưởng chừng bình thường, nhưng làm được ba việc đó, họ sớm đạt được thành công trong sự nghiệp và sống một cuộc sống sung túc, vận dụng đa nguồn lực. Wormer Moon từng nói, cho dù bạn bắt đầu sự nghiệp của mình như thế nào, hãy biết rằng cuộc đời bạn sẽ không đi theo một đường thẳng. Wormer Moon sinh ra trong một gia đình trung lưu bình thường, là một người Mỹ gốc do Thái. Nhưng khi học đại học, Warmer Moon đã là một chuyện lớn gây chấn động toàn trường, đến nỗi cả Gia Lê đều nhớ tên anh ấy. Vào thời điểm đó, Gia Lê chỉ tuyển sinh Việt Nam và các chàng trai, bao gồm cả Warmer Moon đều rất mong được giao lưu, kết bạn với các cô gái. Vậy nên Warmer Moon đã tổ chức một lễ hội khiêu vũ, mời vũ công từ các trường đại học nữ sinh đến biểu diễn, thậm chí còn mời cả nhà phê bình khiêu vũ nổi tiếng đến tham dự. Chương trình thành công vang dội, hội trường chật kín khán giả. Chính nhờ thành công này mà WMM đã có cơ hội gia nhập Sir Bon huyền thoại, một nhóm ưu tú tại Gia Lè. Có cả cựu tổng thống bút là thành viên. Trước nay Gia Lê đều không có nữ sinh, WMM đã nắm bắt chúng tâm lý của mọi người khi chủ động mời họ đến. Cùng với uy tín của nhà phê bình chuyên nghiệp và kế hoạch cẩn thận đã giúp sự kiện bất khả thi này trở nên bùng nổ. Sức người dù sao cũng có hạn, suy nghĩ cũng vậy. Nhiều khi không phải hiện thực cản trở con đường đến với ước mơ của chúng ta mà là do bạn chưa sắp xếp chúng tốt nếu bạn có thể kết nối tất cả các tài nguyên bạn sở hữu và kết hợp chúng lại với nhau bạn có thể làm được những điều mà trước đây bạn không nghĩ tới đối mặt với những hạt cát rời rạc không mấy ai nghĩ họ có đủ khả năng để xây dựng một lâu đài vậy làm thế nào chúng ta có thể phát triển tư duy đa luồng đầu tiên bạn phải có một mục tiêu sau đó bạn có thể tìm một tờ giấy liệt kê tất cả nhân lực tài sản và những thứ liên quan đến vấn đề này đồng thời phân tích mối quan hệ cũng như hạn chế giữa chúng từ sơ đồ mối quan hệ này hãy tìm ra manh mối để giải quyết vấn đề và thành công có những mối quan hệ chất lượng sở ti phần gm cho biết cách nhanh nhất để một người tiến bộ là tìm một người xuất sắc dẫn dắt bạn sự thành công của gm không thể tách rời những mối quan hệ vào năm cuối cấp ông đã chủ động đến thăm một cựu sinh viên Lê, cựu thống đốc new york A.V.O.H.G. hajimun vào thời điểm đó gm nghĩ đến việc tham gia chính trường sau khi tốt nghiệp nhưng Haji Murn nói với ông rằng trước tiên phải cố gắng hết sức để kiếm tiền và sự giàu có là điều kiện duy nhất để Wilmer thực hiện tham vọng chính trị của mình. Câu nói này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tỷ phú 75 tuổi này và dẫn đường cho ông trở thành vua mới của phố Wall ngày nay. Wilmer cùng chủ tịch cũ tập đoàn Lee Murn thành lập tập đoàn Blackstone. Giống như hầu hết các công ty mới thành lập, Blackton lúc đầu chỉ có hai bàn làm việc và mỗi người trong số họ đã đầu tư 200.000 USD làm vốn để bắt đầu kinh doanh. Sở ti phường của mờ lấy đâu ra tự tin để khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Sự thật là người cộng sự Peter Peterson không hề đơn giản. Trước khi trở thành chủ tịch của Lehman, Peterson là cựu bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ và từng nắm giữ vị trí cố vấn của cựu tổng thống Nixon. Có thể nói ông có mối quan hệ sâu rộng trong cả giới chính trị và kinh doanh. Bạn không thể sai lầm khi làm việc với một người như vậy. Ai cũng mong tìm được quý nhân giúp mình bước nhanh trên đường đời. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ tại sao quý nhân phải giúp bạn? Bạn phải có lợi thế mà những người thành công này đánh giá cao hoặc thậm chí cần để nhận được sự giúp đỡ của họ. Ví dụ, khi Werner Mun ở Limon, ông đã tự mình huy động được gần 100 triệu USD trong thời gian ngắn, đủ để chứng minh khả năng thực thi và tâm trí của ông khi hoàn thành công việc. Thêm vào đó, Werner Mun luôn giúp người khác giải quyết vấn đề của họ. Trong quá trình tiếp xúc với mọi người, tôi không bao giờ vội vàng bày tỏ quan điểm, cố gắng bán hết những gì mình có trong tay mà luôn chọn cách lắng nghe. Tôi sẽ im lặng chờ đợi quan tâm đến những gì người kia nói, suy nghĩ và mong muốn của họ để tìm cách đáp ứng những nhu cầu. Tỷ phú 75 tuổi từng chia sẻ, điều này khiến nhà lãnh đạo cũ sẵn sàng hợp tác với GMM và đồng sáng lập gã khổng lồ cổ phần tư nhân trong tương lai. Sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, điều định nghĩa con người bạn luôn là tinh thần bất khuất và thái độ không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh, GMM nói. Nhiều người vẫn nghĩ rằng một ngày họ sẽ phát lên dễ dàng nhưng trên thực tế, không có thành công nào xảy ra chỉ sau một đêm tất cả đều phải từng bước tuần tự. Sở ti phường M. trải qua 50 năm thăng trầm trong giới kinh doanh và 7 cuộc khủng hoảng kinh tế. Chỉ có một bí quyết thành công, muốn kiếm tiền thì trước tiên phải không để mất tiền. Năm 2007, Blackstone đã chi 26,7 tỷ USD để mua lại tập đoàn Hilton. Chỉ 6,7 tỷ trong số đó đến từ quỹ Blackstone và 20 tỷ còn lại là các khoản vay cuộc đàm phán thành công nhưng ngay trước khi tiệc ăn mừng bắt đầu lại xảy ra cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn của Mỹ năm 2008. Bất kể Blackton, các ngân hàng cho vay liên quan đến thỏa thuận đều gặp khủng hoảng. Trước áp lực như vậy, phản ứng của Mern khá bình tĩnh. Đầu tiên ông thay thế CEO của Hilton, sau đó nhanh chóng điều chỉnh chiến lược quản lý khách sạn sang hệ thống nhượng quyền thương mại. Sự bình tĩnh này không những giúp Hilton vượt qua khủng hoảng kinh tế mà còn đưa Hilton IPO thành công cho dù bạn thông minh dũng cảm và thành công đến đâu bạn vẫn có thể gặp rắc rối gặp khó khăn không đáng sợ điều đáng sợ là bạn luôn đặt mục tiêu mình phải chiến thắng điều này càng khiến bạn phải chịu gánh nặng tâm lý nặng nề đánh mất tinh thần chiến đấu về sau mọi vấn đề đều được giải quyết khi đi từ hiện tại từng bước một tìm ra giải pháp xây dựng niềm tin để càng nắm chắc khả năng giành chiến thắng